Chào cả nhà, thì tiếp tục trong các cái video về review về các cái loại kẹo dừa đặc sản của Bến Tre. Thì hôm nay shop sẽ review cho cả nhà mình một cái loại kẹo dành cho các khách hàng ăn kiêng. Đó là loại kẹo dừa không đường bách vị. Thì đối với cái kẹo dừa không đường này nè cả nhà, thì nó không ngọt ha cả nhà. Thì các cái loại kẹo dừa là chúng ta thường ăn là cái kẹo dừa có vị ngọt. Nhưng mà đối với cái kẹo dừa không đường bách vị này á, thì cái không có cái vị ngọt mà chỉ có cái vị béo của kẹo dừa thôi. Nó thì đây là cái loại kẹo mà dành cho các khách hàng ăn kiêng ha, hoặc là mình mập. Thì đối với cái loại kẹo dừa này đó, thì hiện giờ là shop đang có các cái một cái túi 500g thì là có rất là nhiều cái vị ở bên trong cả nhà. Thì bây giờ shop sẽ đổ ra cho cả nhà mình xem một cái thùng hàng mà shop vừa mới lên truyền ăn ha. Thì đây là cái một cái túi kẹo dừa bách vị của shop nè. Thì cả nhà mình thấy là trong một cái túi kẹo dừa như vậy thì có rất là nhiều những cái viên kẹo khác nhau với những cái vị khác nhau luôn. Đó, thì cả nhà mình thấy đây rất là nhiều các cái vị khác nhau cho một cái túi kẹo 500g. Thì đây là một trong những cái loại kẹo mới mà shop vừa mới lên hàng đây cả nhà ơi. Đó, thì cả nhà thấy thì đối với cái loại kẹo này là không ngọt nha, chỉ có cái vị béo của cái dừa thôi. Đó, thì bây giờ shop sẽ khui một cái viên kẹo cho cả nhà mình xem thử coi cái vị kẹo dừa này nó như thế nào. Thì đây là một cái viên kẹo dừa nè cả nhà. Thì cả nhà mình thấy là đối với cái kẹo dừa bách không đường bách vị này á, thì nó sẽ được đựng ở trong từng cái túi riêng biệt, do đó rất là dễ vận chuyển và bảo quản luôn. Đó, mình có thể sử dụng từng cái viên khác nhau ha. Vậy thì bây giờ shop sẽ khui một cái viên này ra cho cả nhà mình xem nè. Đó, thì ở trong cái viên kẹo này là nó sẽ có một cái ni lông ở phía bên ngoài để nó đựng cái viên kẹo, và ở phía bên ngoài cái viên kẹo này là nó sẽ được bao bởi một cái lớp bánh tráng cả nhà. Đó, thì đây nè, thì đối với cái viên kẹo này thì nó rất là mềm luôn và nó không có bị dai và cứng nha. Đây nè, nó rất là mềm luôn, và khi mà mình ăn á, thì cái vị béo của kẹo dừa rất là ngon và không hề ngọt luôn ha cả nhà. Thì đây là một cái loại kẹo mới mà shop vừa mới lên hàng và shop đang nhận đơn rất là nhiều từ khách hàng luôn. Thì shop rất là mong nhận được cái đơn hàng của cả nhà mình về cái loại kẹo dừa không đường bách vị ha. Cảm ơn cả nhà.